Hello các bạn à, hôm nay là Chủ nhật các bạn. Bây giờ là 8 giờ 10 15 sáng Chủ nhật các bạn. Gia đình đi đi lễ các bạn. Nhìn tuyết nè. Thằng nhóc nó ngủ. Đây là ngôi nhà thờ mà mình và gia đình đi lễ từ lúc qua Canada đến bây giờ là ba mươi mấy năm rồi đó các bạn. Tuyết nó đang xuống nè. Nhìn tuyết rơi bông bông dày đẹp á các bạn ha. Các bạn nhìn tuyết nè, tuyết rơi cho hai cây thông. Tuyết nó rơi bông bông vậy thì rất là đẹp. Nhìn nè, mà rơi kiểu này mà nhìn mịt mù vậy là có thể là hơi bị nhiều đó. Hôm qua tối qua thì gió quá trời gió luôn. Gió con tuyết good morning isn't beautiful for nhìn nhìn không thấy xe luôn, chỉ thấy cái đốm 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 cái bóng điện xe thôi. Cây thông nè, tuyết nó phủ ở trên, nó nằm trên cây thông nhìn đẹp không các bạn. Để mình đứng xa xa. Bây giờ người mình là đầy tuyết rồi đó. Wow, thấy dớt không? Nhiều rồi nha các bạn nha. Thôi mình đi vô nhà thờ các bạn. Đây các bạn, mình mới đi lễ ra là từng đây tuyết rồi nè. Đó. I can clean xe. Are you having fun? Say hi. Why aren't you brushing your curls? I will be doing it. I thought you were going to tell me the girls were going to do it. Yeah. I'm waiting for the boy to do it. Wait for a long while yet. Yeah, I know. Or he'll say no, you do it. I want to take a picture with this, with, you know, I want to take a picture for him for the snow, but I don't know. Maybe not. Oh, yeah. Bao tuyết các bạn. Cây thông này rất là cao nha các bạn. Cả tuyết rơi nè. Gì? Đây, ba bà cháu nè. Đó. Yeah, you go in there. Go, come on, have on. Come on, have on. Come on. Say cheese. I know. Đường
xã Mịt Mù. Thấy đường luôn các bạn, ghê không? Thật sự là không thấy đường. Còn cái này là tí nó về nhà mình xúc tiết là mệt nghỉ đây, mới có nửa tiếng đi lễ thôi mà. Mà dớt từ đây tuyết luôn. Thật sự là không khó nhìn thấy đường lắm các bạn. Phải mở cái quạt để thì thấy được chút chứ. Mình mới về tới nhà các bạn. Nhưng mà các bạn thấy không? Cũng ở một thành phố nha. Mà mình ở cái hướng hướng west một chút. Là cách downtown khoảng 10 phút lái xe thôi. Mà ở downtown á, tuyết rơi nhiều hơn. Lúc mà mình về tới khu nhà mình á, mình biểu ủa sao lại ít tuyết hơn. Đó. Thì ở cái chỗ khu nhà mình ở thì nó ít tuyết hơn một chút. Bây giờ thì mình cũng tranh thủ đó, tranh thủ dọn cái đống tuyết này. Nhưng mà mình về mình cũng cũng mừng là nó ít tuyết hơn ở cái khu downtown. Bây giờ mình tranh thủ mình clean cái đống tuyết này. Đó, hết một tuần nữa có các bạn, I mean hết một cuối tuần đó. Nó cũng hết một tuần rồi các bạn. Tuần sau là ngày mai là tuần mới rồi. Sau khoảng 20 phút mình dọn đại khái cái đống tuyết nha các bạn. Cái tuyết để đi vô. Đây là cái xanh xanh này là muối, tại vì hôm qua mưa á, có nghĩa là có lớp đá ở dưới cái tuyết đó các bạn, cho nên khi mà cào hết tuyết á trơn, cho nên đi rất là cẩn thận, cho nên mình phải giải muối nè, giải muối đó, tuyết thì vẫn còn rơi đó. Hôm nay mình nói ông trời đang đây các bạn, mặt trời đang sáng sáng lên được chút, ông vẫn còn ngủ, ông này hôm nay ông ngủ lướng đâu quá, đó, đại khái vậy thôi các bạn, gió cho nên nó lạnh. Ok, chúc các bạn một cuối tuần vui vẻ nha các bạn. Mình biết là hôm nay là Chủ nhật rồi, thì chúc các bạn
cái ngày Chủ nhật còn lại vui vẻ bên gia đình nha. And các bạn nào ở Canada hay là xứ lạnh giống như mình á, thì stay warm nha các bạn. Ok. Bye các bạn.